Chị tiểu mạng 4 năm trước, không phải chỉ ở Thượng Hải bị trúng đạn rơi xuống sông hay sao? Chị sống lại thế nào vậy? Cũng coi như là chị mạng lớn. Cô nương, cô nương à. Sau đó là vợ chồng người đánh cá cứu chị. Sau đó chị lại đến Thượng Hải tìm mọi người, nhưng mà mọi người không còn ở đó nữa. Sau đó chị đi tìm tổ chức của chị. Em là về Quảng Châu tiếp tục học đại học. Đình Bang bị bắn, suýt nữa là bị bắn chết. Là anh trai của Văn Nhã nghĩ cách cứu anh ấy ra. Sau đó bọn họ đến Đông Bắc. Vậy sau khi tốt nghiệp đại học em đến Đông Bắc, có phải là vì Đình Bang ở đó hay không? Đình Bang và Văn Nhã đã ở bên nhau rồi. Vậy sao? Cái gì? Chị Tiểu Mạn vẫn còn sống? Đúng. Anh đã giấu chị ấy ở đâu rồi? Nhà của Mễ Luyến, Lâm Đình Bang, anh bị điên hả? Bây giờ Mễ Luyến sắp kết hôn với Mã Hậu Thiên rồi, mà anh còn giấu chị Tiểu Mạn ở đó nữa. Bây giờ ở nhà cô ấy, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bây giờ từng người một đều đến Phụng Thiên rồi. Đình Bang, chúng ta phải đi thôi. Đi đâu? Đi đâu cũng được. Văn Nhã, với tình hình hiện nay anh không đi đâu được hết, chỉ có thể ở lại Phụng Thiên thôi. Ở lại Phụng Thiên cũng được, vậy chúng ta trung lập, chúng ta không giúp ai hết. Cái này anh không làm được đâu. Em coi như là nhìn rõ rồi. Cho dù em có khuyên anh thế nào thì suy nghĩ của anh cũng sẽ không thay đổi chút nào hết. Văn Nhã, anh xin lỗi em, lại làm em thất vọng nữa rồi. Thôi được rồi, nếu như anh tìm cái chết, vậy thì em cũng sẽ đi cùng với anh luôn. À đúng rồi, anh nói với chị Tiểu Mạn chuyện của Giọng Di chưa? Vẫn chưa. Chị có biết cục trưởng cục cảnh sát Phụng Thiên là ai hay không? Chị đã đoán được rồi. Có lẽ là Mã Hạo Thiên đúng không? Vì ngày đó ở trên đường chị thấy Mã Hạo Vũ rồi. Nhưng bệnh này thật là trêu đùa con người quá mà. Em có thể nhờ chị một chuyện được không? Chuyện gì chứ? Em cứ nói. Chị rời khỏi đây đi. Đi đâu cũng được, chỉ cần đừng ở Phụng Thiên. Em không muốn lại thấy chị và Mã Hậu Thiên tàn sát lẫn nhau. Chuyện này chị không thể đồng ý với em. Vì đảng của chúng ta phái chị tới đây, ở đây là chiến trường của chị. Mễ Luyến, ai đó? Là Mã Hậu Thiên đó. Mau mở cửa đi Mễ Luyến. Chị Tiểu Mạn, chị nấp trước đi. Mở cửa. Mau, em tới đây. Đợi một chút. Mau lên. Mễ Luyến à, muộn như vậy rồi anh còn tới đây làm gì? Anh nhớ em, đến đi gặp em thôi. Uống rượu ở đâu mà nhiều dữ vậy? Em đoán đi. Em sao mà đoán được? Anh nói cho em nghe, là thiếu soái mời anh tới nhà của ông ấy uống rượu. Thiếu soái mời uống rượu, anh có thể chuyện chứ? Có gì hay ho đâu mà nói. Làm gì vậy? Tối nay anh không đi nữa. Vậy sao mà được? Có gì mà không được? Dù sao thì chúng ta cũng sắp kết hôn với nhau, vậy thì cũng không được. Anh mau dậy đi, để người khác nhìn thấy sau này em là cô giáo sao được. Dậy đi. Anh mau dậy đi mà. Mã Hậu Thiên, chị muốn làm gì? Chị phải giết cậu ta. Đừng mà. Chị phải báo thù cho anh họ của em và các thành viên đảng cộng sản đã mất. Chị không thể giết anh ấy được. Tại sao vậy? Anh ấy là chồng của em. Em nói gì chứ? Bọn em sắp kết hôn với nhau rồi. Ngày kết hôn được định sau thứ hai. Em điên rồi hay sao vậy? Sao em có thể lấy một người như vậy được? Em biết anh ấy đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với mọi người, nhưng mà dù sao anh ấy yêu em. Em muốn đợi sau khi bọn em kết hôn rồi, em sẽ khuyên anh ấy hướng thiện. Bởi vì bản tính của anh ấy không xấu. Chị Tiểu Mạn, chị nấp trước đi. Em đuổi anh ấy đi ngay đây.
Tỉnh lại đi. Em làm cái gì vậy? Mau đi đi. Anh không đi. Mau đi đi. Không phải chỉ một tối thôi hay sao? Em cần gì? Anh có đi hay không? Có đi hay không? Anh đi đi. Nói thế nào thì anh cũng là cục trưởng cục cảnh sát. Cho anh chút thể diện đi. Muốn thể diện đúng không? Mau đi đi. Đây là trường học, không quan nghênh anh. Đi nhanh. Mau đi đi. Đừng mà. Không phải đâu mễ luyến. Mau đi ra. Đi ra đi. Mễ luyến. Mễ luyến. Chị Tiểu Mạn à, cậu ta đi rồi hay sao? Dạ đi rồi. Mễ luyến, chị nghĩ chị vẫn nên đi thôi. Bên ngoài nguy hiểm, lúc nào cũng có nguy hiểm mà. Chị cũng nên đi rồi, chị còn có công việc nữa. Chị Tiểu Mạn đi rồi hay sao? Sáng sớm rồi đi rồi. Tại sao không giữ chế lại? Bây giờ toàn thành Phùng Thiên khắp nơi đều tra soát Đảng Cộng sản. Lỡ đâu chị ấy bị cảnh sát bắt, em nói phải làm sao? Thì chị ấy nói chị còn có chuyện gấp, bắt buộc phải đi. Em ngăn rồi nhưng mà không ngăn được. Được rồi, đánh đi tìm xem. À đúng rồi, em nói chuyện Dòng Nhi với chị ấy chưa? Dòng Nhi không phải là bị đại qua đưa đi hay sao? Sao lại có tin tức? Hôm khác nói cho em biết, anh đi đây. Bây giờ đồng chí Hoàng, tên tôi là Mã Khắc. Ở đây là địa điểm mới xây dựng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh Mãn Châu. Bí thư mới họ Lâm. Đây là Lâm bí thư của chúng ta. Lâm bí thư, đồng chí Tiểu Mạn, hoan nghênh cô tới Phụng Châu. Cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Đều là do chúng tôi tiếp ứng không tốt. Xin lỗi cô. Người nói xin lỗi nên là tôi mới đúng. Vì đồng chí tối qua tiếp ứng cho tôi đã hy sinh rồi. Chúng tôi đều đã biết. Anh ấy là đồng chí tốt của chúng ta. Món nợ này chúng ta sẽ tính lên đầu của bọn phản động Quốc Dân Đảng. Làm bí thư, vậy thì tiếp theo tôi công việc cụ thể sắp xếp thế nào đi? Đội trưởng Võ, cậu phái thêm người đi tuần tra trên đường. Tôi nghĩ là người đàn bà họ Hoàng kia đã liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh ủy Mãn Châu. Thời gian này bọn họ nhất định sẽ có hành động. Chỉ cần hành động thì sẽ có chỗ sơ hở thôi. Rõ. Trưởng phòng Diếp, cậu cũng điều mật thám ra ngoài. Đặc biệt phải gây chú ý gần cổng xưởng. Sở trường giỏi nhất của Đảng Cộng sản là làm vận động công dân. Rõ. 7 ngày nữa là đại hôn của tôi. Tôi hy vọng các cậu có thể tặng một phần đại lễ, tiêu diệt một lần Đảng Cộng sản Trung Quốc mới thành lập ở tỉnh ủy Mãn Châu. Rõ. Đẹp quá đi, Hạo Thiên. Anh thấy thế nào chứ? Thật là đẹp quá. Anh thật sự không còn cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung em. Khoa trương, anh không khoa trương. Mễ Luyến à, có thể cưới được em là phúc phần lớn nhất của đời anh. Vậy anh đồng ý với em một việc đi. Đừng nói một việc, mười việc, một trăm việc, một ngàn việc anh cũng đều đồng ý. Trước tiên đừng nói như vậy. Em chỉ cần anh đồng ý chuyện này là được. Được. Sau khi chúng ta kết hôn, anh hãy từ chức đi. Từ chức. Anh đừng làm cục trưởng cục cảnh sát nữa. Vậy anh còn có thể làm gì? Làm gì cũng được. Chỉ cần anh không làm cục trưởng cục cảnh sát nữa là được. Chuyện này anh không bảo đảm được. Hơn nữa chuyện này anh nói thì không tin. Đổi chuyện khác đi được không? Không có cái khác đâu. Chỉ có chuyện này thôi. Anh có đồng ý với em không? Cho dù anh đồng ý với em từ chức, lãnh đạo phía trên cũng sẽ không phê chuẩn. Hơn nữa bây giờ tình hình đàn áp Đảng Cộng sản ở Phụng Thiên gay gắt như vậy, anh cũng không thoát thân được. Sao anh lại không hiểu vậy? Em chính là không muốn anh giết Đảng Cộng sản nữa. Anh xem tay của anh đã dính máu của bao nhiêu người. Em sợ sau này anh sẽ gặp phải báo ứng. Anh thật sự không thể đồng ý với em được. Không, em xem thế này đi. Chỉ cần Đảng Cộng sản không quá đáng, anh sẽ nhắm một mắt mở một mắt được không? Mễ Luyến à, đây là chuyện duy nhất anh có thể làm được. Hy vọng anh nói được làm được. Đến rồi. Cảm ơn.
Năm ngoái, tỉnh ủy Mãn Châu của chúng ta gặp phải kẻ địch phá hoại nghiêm trọng, tổn thất nặng nề. Bao gồm cả rất nhiều đồng chí của Lý Bí Thư bị bắt, áp giải tới Nam Kinh, đến nay không rõ sống chết. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chúng ta nhanh chóng thành lập tỉnh ủy Mãn Châu mới. Nhưng mà cho đến nay, chúng ta và trạm liên lạc ở Hắc Long Giang và Cát Lâm đều không liên lạc được. Cũng không biết tình hình hai bên họ thế nào rồi. Chúng ta có nên phái người đi cáp Nhĩ Tân và Trường Xuân một chuyến. Nhưng mà chúng ta lại không biết địa chỉ cụ thể của trạm liên lạc. Vậy ai biết địa chỉ liên lạc cụ thể của trạm liên lạc chứ? Lý Bí Thư bị bắt, trên tay của anh ấy có một quyển sổ ghi chép địa chỉ của các trạm liên lạc ở Đông Bắc. Sổ ghi chép này nếu như rơi vào tay kẻ địch, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề đó. Đình Bang, đây là một đồng chí của chị, trước khi chết đã giao cho em, bảo em bất luận thế nào cũng phải giao cho lãnh đạo của các chị. Đình Bang, vậy tốt quá rồi, em đã giúp bọn chị một chuyện lớn. Bây giờ thứ mà bọn chị thiếu chính là thứ này. Vậy thì tốt quá. Tốt quá rồi. Có được đó, chúng ta sẽ có thể liên lạc được hết tất cả các trạm liên lạc ở Đông Bắc. Làm bí thư, người giúp chúng ta lần này vẫn đang đợi ở bên ngoài đó. Khi cậu ấy ở Thượng Hải để giúp đảng chúng ta làm rất nhiều chuyện. Anh có muốn gặp mặt không? Gặp, đương nhiên phải gặp rồi. Mà mời cậu ấy vào đi. Tôi đại diện tỉnh ủy Mãn Châu cảm ơn cậu nhiều lắm. Đừng nói như vậy chứ. Lần này đồng chí Lưu Siêu hy sinh, tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Tôi không những không cứu Lý Bí Thư ra được, mà còn kéo theo tính mạng của đồng chí Lưu Siêu. Chuyện này trong lòng của tôi rất áy náy. Nào, tôi ngồi xuống đi. Ngồi xuống rồi nói. Tất cả những gì cậu nói, Bộ trưởng Hoàng đều đã nói với tôi. Tôi có một thỉnh cầu, cậu cứ nói. Tôi muốn gia nhập đảng cộng sản của các anh. Đình Bang, chị Tử Mạng, chị nghe em nói hết đi. Lâm Bí Thư mấy năm nay chính mắt thấy, tai nghe được những chuyện đã làm tôi thất vọng cực độ với quốc dân đảng. Cho nên tôi muốn lựa chọn lại con đường mà mình đi lần nữa. Đình Bang, bây giờ tâm tình của cậu chỉ có thể hiểu, nhưng mà chuyện này em phải suy nghĩ thật kỹ. Chị Tiểu Mạn, em không có xung đột, em đã nghĩ kỹ rồi. Lâm Bí Thư, tôi hy vọng rằng các anh có thể đáp ứng thỉnh cầu của tôi. Bây giờ anh nói với tôi thì tôi đã hiểu rồi. Nhưng mà chuyện này không phải là tôi và Bộ trưởng Hoàng có thể nói là được. Có điều ý nghĩ của cậu chúng tôi đã hiểu. Cậu về trước đi. Được, vậy tôi quay về đợi tin tức. Được. Chị Tử Mạ, có thời gian chị đến nhà của em một chuyến. Vậy tôi đi đây. Được. Bộ trưởng Hoàng, cô nói con người Lâm Đình Bang này rốt cuộc thế nào chứ? Lâm Bí Thư, cậu ấy là học sinh giai đoạn của Hoàng Phố, cùng trường với Mã Hậu Thiên, đối thủ chính của chúng ta bây giờ. Nhưng mà chí hướng của hai người họ hoàn toàn không giống nhau. Năm đó khi ở Thượng Hải, cậu ấy đã giúp công nhân đội giữ trật tự của chúng ta huấn luyện. Khi Tử Giới Thạch phát động đảo chính 412, cậu ấy cũng âm thầm bảo vệ các đồng chí của chúng ta. Vì thế mà suýt chút nữa cậu ấy bị giết. Cục trưởng, có tin tốt. Cảnh sát cấp Nhĩ Tân đã bắt được một người tên là Mã Khắc của đảng Cộng sản. Điều tra ra hắn là đảng Cộng sản Trung Quốc của tỉnh Mãn Châu, phụ trách canh gác. Cậu ta nhận tội chưa? Dạ vẫn chưa. Mỗi người trong đảng Cộng sản đều là những bộ xương khó gặm. Cục trưởng, cảnh sát cấp Nhĩ Tân hết cách rồi. Hỏi chúng ta có đồng ý đưa người tới đây hay không? Cầu người không bằng cầu mình. Trưởng phòng giết, cậu đi một chuyến đi, đưa người về đây cho tôi. Rõ thưa cục trưởng. Đồng chí Mã Khắc bị bắt rồi, tình hình nghiêm trọng so với tưởng tượng. Bộ trưởng Hoàng, chúng ta phải mau chóng thay đổi vị trí mới được. Lâm Bí Thư là đang lo lắng đồng chí Mã Khắc sẽ làm phản. Không, tôi tin đồng chí Mã Khắc có thể vượt qua được khảo nghiệm. Chỉ là tỉnh ủy Mãn Châu của chúng ta không thể xảy ra bất cứ điều bất trắc nào. Thông báo với mọi người mau chóng rút lui đi. Được.
tin tức truyền đến từ cấp Nhĩ Tân, đồng chí Mã Khắc sẽ bị chuyển tới Phụng Thiên, sẽ do trưởng phòng cục tình báo của cảnh sát Phụng Thiên giúp Vĩnh Cường đích thân áp giải. Làm bí thư, chúng ta bắt buộc phải tìm cách cứu đồng chí Mã Khắc ra. Muốn cướp người từ trong tay của cảnh sát được canh giữ nghiêm ngặt mà có thể rút lui được, nói thì dễ đấy. Tôi có một người chọn lựa, chỉ cần cậu ấy chịu giúp chúng ta, đối với chúng ta mà nói sẽ có thêm chút hy vọng. Cô nói là Lâm Định Bang hay sao? Đúng, chính là cậu ấy. Cậu ấy xuất thân từ học viện quân sự Hoàng Phố, trước đây còn từng tham gia Bắc Phạt. Ở phương diện dùng quân đánh trận, cậu ấy tương đối thành thạo. Cậu ấy cũng luôn hy vọng có thể tham gia vào đội của chúng ta, cùng chúng ta kề vai tác chiến. Văn Nhã, nào, nước lấy xong rồi. Dân, muộn như vậy rồi, ai đến gõ cửa nữa chứ? Để anh đi xem. Chị Tiểu Mạn, Định Bang, xảy ra chuyện rồi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Một đồng chí của chị đến cấp Nhĩ Tân thực hiện nhiệm vụ, kết quả cậu ấy vì yểm hộ cho chị, bản thân bị cảnh sát bắt đi. Bây giờ cảnh sát cấp Nhĩ Tân muốn chuyển cậu ấy tới Phụng Thiên, cần em làm cái gì không? Bọn chị muốn ứng cứu cậu ấy, không thể để cho cậu ấy rơi vào tay của Mã Hào Thiên, cho nên bọn chị cần sự giúp đỡ của cậu. Chị mau đưa em đi gặp Lâm bí thư, chúng ta cùng nhau thương lượng. Chị Tiểu Mạn, Định Bang, chuyện hai người vừa nói em đã nghe thấy hết rồi. Văn Nhã, xin lỗi em. Chúng ta đã rất nhiều năm không gặp nhau, kết quả vừa gặp mặt lại làm liên lụy tới các em rồi. Chị Tiểu Mạn, chị nói nghe xa lạ quá vậy. Định Bang, nếu em đã không ngăn cản được anh thì anh đi làm những chuyện anh muốn đi. Em mãi mãi là hậu thuẫn của anh. Nào, đi đi. Anh đi đây. Chị Tiểu Mạn, chúng ta đi. Chị cảm ơn. Chị dâu à, vừa rồi ai đấy chị? Là mẹ của Vọng Nhi. Sao lại không gặp Hy Vọng? Căn cứ vào tình báo sẽ áp tải, áp giải đồng chí Mã Khắc. Chiều mai sẽ đến cửa Bắc của thành Phụng Thiên, vì chúng ta sẽ ra tay ở cửa Bắc. Không được, ở đó cách Bắc Đại Doanh của quân Bắc Phạt quá gần. Nếu như một khi xảy ra chuyện bất trắc gì, chúng ta rất khó thoát thân. Vậy ý kiến của cậu là gì, đồng chí Định Bang? Hai người xem, chúng ta chọn mục tiêu ở đây. Đồng chí Định Bang không nhầm chứ? Ở gần đây có một đồn đóng quân của đại đội Nhật Bản, vì điều này cho nên tôi mới chọn ở đây. Em ba đến rồi hay sao? Chị dâu, chúc anh chị đám cưới hạnh phúc. Thiếu soái nghe nói hai người kết hôn, đặc biệt phê chuẩn cho em nghỉ. Cậu tặng chị dâu một món quà lớn. Cái này, vòng cổ cao cấp của hoàng thất Pháp, rất đắt đỏ đó. Vậy thì em thay anh cảm ơn thiếu quý. Ngày khác anh nhất định sẽ đến nhà ăn cơm. Vậy thì anh nhận nha. Giờ trước đi em. Anh hai, nào cầm giúp tôi. Lâu rồi không gặp. Đúng vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Mời vào, mời vào. Cảm ơn. Cục trưởng Mã, bây giờ nghe tiên sinh, ngày đến thật là vinh hạnh của tôi quá. Cục trưởng Mã kết hôn, đương nhiên là tôi phải đến tham gia rồi. Cô dâu quốc sắc thiên hương, cục trưởng Mã thật có phúc quá đi. Đúng vậy, đúng vậy. Vị tiểu thư này là, tôi giới thiệu một chút, vị này là con gái nuôi của tôi, tiểu thư Yoshiko. Xin chào Yoshiko tiểu thư. Mời vào, mời vào. Người vừa rồi là ai vậy? Miyake Iko, tham mưu cao cấp của đạo quân Đông Quan Nhật Bản. Sao anh còn giao thiệp với người Nhật? Vậy phải làm sao? Muốn ở Đông Bắc thì phải quan hệ tốt với bọn họ chứ. Cục trưởng Mã, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng, chúc mừng. Xin mời vào. Phóng viên Long đến rồi hay sao? Tôi đến đại diện cho anh trai của tôi. Hai ngày trước anh ấy gửi điện báo tới, nói tôi bất luận thế nào cũng phải thay anh ấy đi đến hôn lễ của học sinh mà anh ấy tâm đắc nhất, bày tỏ chúc phúc. Cảm ơn giáo quan Long. À đúng rồi, Định Bang không tới hay sao? Địa vị của các người cao quá, anh ấy là người kéo xe thôi, giới không tới. Cô nói gì chứ? Tôi nói thật mà. Mễ Luyến, cô bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Thật sự muốn gả cho anh ta hay sao? Đến lúc này rồi, cô đừng có nói đùa như vậy nữa mà. Tôi nói đùa thôi, đừng cho là thật. Mời vào. Xe đến rồi, làm tốt chuẩn bị. Mã Hạo Thiên tiên sinh, anh có đồng ý lấy Mễ Luyến tiểu thư làm vợ hay không? Tôi đồng ý.
Bất luận sau này cô ấy giàu sang hay nghèo khó, bất luận cô ấy khỏe hay là những lúc đau ốm, anh đều bằng lòng ở bên cạnh cô ấy mãi mãi không? Tôi đồng ý. Các người đang làm gì vậy? Chúng tôi là cục cảnh sát Phụng Thiên áp giải phạm nhân từ các vĩ tân về. Ở đây là lãnh địa của đồn đóng quân Nhật Bản chúng tôi. Cảnh sát Trung Quốc không được phép đi qua. Không đúng. Tôi nhớ con đường này không thuộc địa bàn của các người mà. Tiếng Nhật của Lâm Bí Thư sao lại giỏi như vậy chứ? Anh ấy từng du học ở Nhật, khó trách. Trước đây không thuộc, nhưng mà bây giờ thuộc. Người Nhật các người độc tài quá đó. Mỹ Luyến tiểu thư, cô đồng ý gả cho Mã Hạo Thiên tiên sinh làm vợ không? Mỹ Luyến tiểu thư, cô có đồng ý gả cho Mã Hạo Thiên tiên sinh làm vợ hay không? Tôi đồng ý. Bất luận tương lai anh ấy khỏe mạnh hay những lúc ốm đau, bất luận tương lai của anh ấy giàu sang hay nghèo khó, cô đều bằng lòng gả cho anh ấy làm vợ đúng không? Đúng. Tôi nhân danh thánh thần cha và con tuyên bố, Mã Hạo Thiên tiên sinh và Mỹ Luyến tiểu thư kết đôi làm vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Được. Được. Hay, hay lắm. Được. Bỏ súng xuống. Nghe thấy không? Bỏ súng xuống. Chúng tôi thực sự là cục cảnh sát Phụng Thiên. Dễ dàng một chút đi. Chúng tôi cần phải kiểm tra. Có thể, có thể. Mở ra. Bên trong là ai vậy? Một tên của đảng Cộng sản. Tôi nghi ngờ anh ta là người Nhật của chúng tôi. Đem qua quân đội chúng tôi, tức là một binh sĩ người Nhật. Sao có thể là người Nhật của các anh được? Xe các người có thể lái đi, người thì để lại đây. Chúng tôi cần phải xác nhận thân phận của anh ta. Cái này không được, không được đồng đầy. Có vấn đề gì các người có thể đàm phán với tư lệnh đạo quân Quan Đông Nhật Bản của chúng tôi. Cẩn thận. Chạy đi. Mau đi thôi. Chị Tiểu Mạn, Lâm Bí Thư, mau đi đi. Đi theo. Mỹ Luyến, anh từng đồng ý với em kết hôn ở giáo đường, anh đã làm được rồi. Sao vậy? Hôm nay chúng ta kết hôn, hình như em không được vui. Em nghĩ tới 4 năm trước ở Thượng Hải, em ở giáo đường đợi Lâm Đình Bang. Anh ấy không đến, nhưng anh lại đến. Thật sự giống như một giấc mơ. Mỹ Luyến, lựa chọn của em là đúng đắn. Anh bảo đảm với em sẽ làm cho em trở thành một người con gái hạnh phúc nhất tỉnh Đông Tam. Hy vọng chừng anh đồng ý với em, anh không quên. Chuyện gì chứ? Nhanh như vậy mà anh đã quên rồi hay sao? Anh đùa với em đấy. Không phải là lười mở một mắt với đảng Cộng sản hay sao? Em yên tâm. Chỉ cần đảng Cộng sản bọn họ không tìm phiền phức, anh sẽ nhắm một mắt, mở một mắt. Bắn. Bắn. Rút lui. Nào. Anh à, anh không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Mau đi xem đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Trưởng phòng nhiếp. Cục trưởng, nào ngồi đi. Tại sao lại bị thương? Cục trưởng, tôi có lỗi với anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cục trưởng, đảng Cộng sản đóng giả đồn trú quân Nhật, cướp xe áp tải của chúng ta. Tên đảng Cộng sản kia bị bọn chúng cứu đi rồi. Cái gì? Đám người này đúng là đáng hận mà. Triệu tập tất cả các lực lượng cảnh sát,
Cho dù có lực tung Phụng Thiên này lên, cũng phải tìm Đảng Cộng sản ra cho tôi. Rõ. Làm bí thư, anh không nên cứu tôi. Tôi đã chuẩn bị là sẽ hy sinh rồi. Đồng chí Mã Khắc, chúng tôi đương nhiên là phải cứu cậu ra. Cậu là đồng chí tốt của tôi. Bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa, dưỡng thương cho thật tốt. Dưỡng thương cho tốt, cậu mới có thể làm việc cho đảng được. Làm bí thư. Đồng chí Định Bang và Bộ trưởng Đoàn có tin tức gì chưa? Vẫn chưa có, làm bí thư. Tôi thăm dò được Bắc Đại Doanh quân Đông Bắc đã lên đường rồi. Sợ rằng Bộ trưởng Hoàng và Lâm Định Bang... Không, sẽ không đâu. Chúng ta phải tin tưởng đồng chí Định Bang. Cậu ấy tốt nghiệp Học viện quân sự Hoàng Phố. Cậu ấy nhất định có cách bình an thoát thân mà. Chị dâu à, anh đi đâu rồi? Sao vẫn không về nhà? Em ăn cơm một mình đi. Những thứ không cần hỏi thì đừng có hỏi. Cẩn thận đó. Định Ba, thôi cậu đi đi. Tôi sắp không trụ được rồi. Chị tiểu mạng, chị nhất định phải kiên trì lên. Nào đi thôi. Chị Tiểu Mạn. Chị Tiểu Mạn. Chị Tiểu Mạn. Bao, thả chúng tôi ra. Thả chúng tôi ra. Ồ bao gì chứ? Im miệng. Đây là nơi nào? Đây là Hắc Khổ Sơn. Được. Gọi đại ca của các cậu tới đây. Mau lên. Định Bang. Định Bang. Định Bang, anh về rồi. Sao lại là cô? Định Bang vẫn chưa về hay sao? Tên người Nhật này cậu biết nói tiếng Trung cơ đấy. Tiểu tử, cậu chết chắc rồi. Tú Nhi, đến đây. Đây chính là hy vọng. Vọng Nhi, gọi dì Luyến đi. Dì Luyến. Đứa trẻ này thật là thần kỳ. Thật giống với anh họ của tôi. Dì Luyến à, vì sao vậy? Dì Luyến thấy con rất vui. Tú Nhi, đưa Vọng Nhi vào phòng chơi đi. Đi thôi. Chuyện của Vọng Nhi và Tị Tiểu Mạn là Định Bang nói với cô. Cô đã kết hôn với Mã Hạo Thiên. Xem ra Định Bang tin tưởng cô 100%. Văn Giả, cô nghe tôi nói hết. Chồng của cô Mã Hạo Thiên, nếu như biết thân phận của Vọng Nhi, hậu quả như thế nào cô biết rõ ràng hơn tôi. Cho nên cô hiểu ý tôi chứ? Cô yên tâm đi, tôi dùng tính mạng của mình đảm bảo. Tôi sẽ không nói cho anh ấy biết đâu. Hay, hay lắm. Hay, hay. Đừng động đậy. Hay, hay lắm. Hay quá Long ca, hay quá. Thế nào, vẫn lớn tiếng kêu la hay sao? Cậu kêu la thì cậu sẽ giống như quả táo đó. Nói, ở đâu đến? Làm gì? Đại đương gia, chuyện tôi ở đâu đến? Làm gì? Chỉ cần các người thả chúng tôi ra. Thả chúng tôi ra trước, cứu sống sư đương tôi. Anh muốn hỏi cái gì? Muốn biết cái gì, tôi đều nói cho các anh biết.
Sư nương. Tiểu sư nương của các cậu cũng rất xinh đẹp đấy. Cá đêm có chút thú vị đó. Tôi nghĩ hai ngày trước có một con hổ mẹ lên núi, hôm nay đã có một mỹ nữ. Tiểu tử, cứu sư nương của cậu cũng được. Đồng ý với tôi một điều kiện đi. Anh cứ nói. Sư nương của cậu phải ở lại đây làm vợ của tôi. Cái gì? Cái gì mà cái gì? Đại đương gia, anh xem sư nương của tôi biến thành thế nào rồi. Cứ tiếp tục thế này, đến mạng chị ấy cũng chẳng còn. Chị ấy bị bọn tiểu quỷ bắn hai phát, đạn đến bây giờ vẫn chưa được lấy ra. Nếu như chị ấy chết rồi, chị ấy làm vợ của anh thế nào đây? Mau, mau thả trói. Dân, mau khênh vào phòng của tôi. Dân, mau đi tìm đại phu đi. Đi, nhanh lên. Đại đương gia, là sao nữa? Anh cũng phải thả trói cho tôi chứ. Cậu nóng giận cái gì? Thế này đi, đợi sư nương của cậu tỉnh lại, đồng ý gả cho tôi thì tôi sẽ thả cậu ra. Nếu như cô ấy không đồng ý thì tôi sẽ một dao đâm chết cậu. Đại đương gia, anh nói lời không giữ lời, anh thả tôi ra đi. Sao vậy? Súng pháp không được hay sao? Là những thứ này quá đẹp, tôi không đỡ bắn chúng xuống. Súng này con vẫn luôn mang theo, chỉ là không có đạn thôi. Có điều con rất thích bắn súng. Lên núi có đạn rồi, cho con dùng thoải mái. Được. Bá Hậu Thiên, Lâm Đình Bang sao rồi? Đừng nhắc tới bọn họ nữa. Bọn họ ăn hiếp con hay sao? Cứ đợi như này cũng không phải cách. Thế này đi, để tôi về nghe ngóng xem có tin tức của Đình Bang hay không. Được, có tin tức tốt gì thì cố gắng nhanh chóng thông báo với tôi. Tôi có thể đưa thằng bé đi không? Giọng Nhi hả? Cô, như vậy có làm cho anh ta nghi ngờ không? Tôi nói là con của hai người, anh ấy sẽ không nghi ngờ đâu. Hy vọng là người thân duy nhất của tôi. Để tôi đưa thằng bé đi đi. Tú Nhi, hy vọng mà, đi đến nhà dì Luyến chơi nha. Giọng Nhi, dì Luyến rất thích con đi đi. Bé Luyến à, đi thế này về hay sao? Ngoài đường có xe kéo. Hy vọng con mau tạm biệt mẹ đi con. Cháu gọi là mẹ Bác Nhã. Sau này con phải đổi rồi, không gọi là Bác Nhã nữa, gọi mẹ có được không? Giọng Nhi, Giọng Nhi, sau này không gọi là Bác Nhã nữa, phải gọi là mẹ được không? Gọi mẹ đi con. Mẹ, mau tạm biệt mẹ đi. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt Giọng Nhi. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi đi. Cô ấy sao rồi? Đạn đã được lấy ra. Ân nhân cứu mạng, mạng giữ được rồi, nhưng mà thân thể rất yếu, vẫn phải nghỉ ngơi an dưỡng mới được. Thưởng cho cậu nè. Tiểu đệ không dám nhận đâu. Có gì mà không dám nhận? Cậu chơi tiền của tôi bẩn, không thể mua rượu uống đúng không? Không có không có. Tiểu đệ 10 phần kính trọng Long Ca. Long Ca trước giờ vẫn luôn chăm sóc tiểu đệ, đây là chuyện nhỏ nên làm thôi. Đi 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 đi. Vậy thì em cáo từ đây. Nhiều lời quá đi. Tỉnh rồi. Anh là ai? Cô đừng có sợ. Tên tôi là Long Ca, được gọi là Long Một Mắt. Đây là Hắc Hổ Sơn của chúng ta. Cô yên tâm đi, ở đây không có ai làm hại cô hết. Đạn trong người của cô đã được tôi lấy ra rồi.
Vết thương cũng được băng bó vào rồi. Tại sao tôi lại ở đây? Cô quên rồi hay sao? Đây không phải là rơi vào bẫy của chúng tôi hay sao? Tôi vẫn còn một người bạn nữa. Cậu ta ở bên ngoài, cô không cần phải lo lắng cho cậu ta. Không được, tôi phải gặp cậu ấy. Không gấp, không gấp. Cậu ta ở bên ngoài uống rượu. Vị tiểu thư này, cô thấy con người của tôi như thế nào chứ? Anh cứu tôi và bạn của tôi là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Đúng vậy. Vậy cô có đồng ý ở lại đây làm vợ của tôi hay không? Ở Hổ Sơn này, trừ Tam Gia và Tứ Gia hai người họ ra thì tôi là to nhất. Chỉ cần cô gả cho tôi, vậy có thể ở Hắc Hổ Sơn ăn ngon mặc đẹp cơ. Cười rồi, cười rồi. Vậy cười là đồng ý rồi đúng không? Hóa ra các người là thổ phỉ. Đúng vậy, chúng tôi chính là thổ phỉ. Nói một câu sảng khoái đồng ý đi. Châm ngôn nói đúng. Nó không phải chỉ là ăn mặc thôi sao? Anh Hùng, anh cứu tôi và bạn của tôi. Sau đây tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Còn chuyện mà anh nói, tôi không có cách nào để đồng ý với anh được đâu. Anh vẫn nên đi tìm người khác làm áp đại phu nhân của anh đi. Được. Em gái, nếu như cô không đồng ý thì tôi cũng không miễn cưỡng cô. Châm ngôn nói đúng, dư chín ép không ngọt. Nhưng mà người bạn của cô, anh ta có thể đi gặp Diêm Vương báo danh rồi. Anh nói gì cơ? Đúng vậy. Cô nãy cũng vừa nói chúng tôi là thổ phỉ mà. Thổ phỉ hành sự không từ thủ đoạn. Em gái, tôi nói với cô một câu thật lòng nha. Làm cái ngành này đánh giang sơn là nói nhảm thôi. Cướp người đẹp mới là thật. Tiểu đồng tử, có người Nhật hay sao? Hắn ta hay sao? Hắn ta là người Trung Quốc, mặc đồ của người Nhật, giả mạo người Nhật. Tại sao lại giả mạo? Hù dọa là bách tính cướp đồ. Khốn nạn, hắn ở đâu ra vậy? Đó là Long Ca hôm qua bắt được từ dưới núi, một nam một nữ. Vậy người nữ đâu? Long Ca bây giờ muốn có vợ phát điên rồi. Mặt mũi thì không ra làm sao, còn muốn tìm đàn bà đẹp. Xem tôi xử lý anh ta như thế nào. Anh ấy vốn muốn cưới chị nhưng mà không được, nên chị có thể đi cướp. Đi, đến phòng Long Một Mắt cùng tôi. Chị bảo, chị đừng có quản vớ vẩn nữa. Qua đại bảo tôi không vừa mắt nhất chính là cướp dân nữ. Xem tôi có thiến hắn hay không. Đi. Tôi nói cho hai cậu biết, trong người kỹ vợ cho tôi. Nếu cho cô ta chạy mất thì tôi sẽ giết chết hai cậu đó. Có tin không? Long Ca yên tâm đi. Chị bảo chị nhất định phải cứu người phụ nữ đó hay sao? Nhất định. Cậu ủng hộ giúp tôi nha. Đi. Hai người anh em đang bận hay sao? Cô nương à, dậy đi, tôi đến đưa cô đi nè. Tiểu bạn, sao lại là chị hả? Đại bảo, bé Luyến. Bé Luyến. Lão gia, phu nhân đâu rồi? Phu nhân ra ngoài rồi. Đi đâu rồi? Phu nhân không nói cho tôi biết. Vậy tôi bảo cô làm gì? Cô nhớ kỹ cho tôi. Sau này phu nhân đi đâu thì cô đi đó. Biết chưa? Tôi biết rồi, thưa thiếu gia. Em về rồi. Đây. Đây là. Là con nuôi của em. Bao. Em bao đi cứu Định Bang đi. Chị nói người ở bên ngoài kia là Định Bang hả? Đúng vậy. Chị sợ Long Một Mắt làm gì bất lợi cho Định Bang. Em bao đi cứu cậu ấy giùm chị. Được. Chị ở đây đợi em nha. Em sẽ quay về nhanh thôi. Cậu nói đúng không? Tiểu đầu tử đi theo tôi. Dân. Đi vào lúc nào vậy? Không biết. Thần kỳ quá. Đây không phải con của Lâm Định Bang và Long Văn Giả hay sao?
Không sai, em nhận nó làm con trai nuôi của em. Chuyện này sao lại không bằng bạc với anh chứ? Em nhận con nuôi chứ không phải anh nhận con trai. Bằng bạc với anh cái gì? Chúng ta là vợ chồng, con nuôi của em không phải chính là con nuôi của anh hay sao? Anh bớt giác vàng lên mặt đi. Chuyện anh làm từ trước đến giờ cũng đâu có bằng bạc với em. Sau này em cũng sẽ không bằng bạc với anh đâu. Chuyện này là do em không nói đạo lý. Là người Đảng Cộng sản giả mạo người Nhật, là bọn họ tập kích chúng ta trước. Em nói đạo lý được với anh sao? Được rồi. Vậy thì phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây? Người của Đảng Cộng sản tập kích bọn anh đã bắt được chưa? Chưa, chạy hết trơn rồi. Vậy là tốt, bắt cho bọn anh tiếp tục tạo nghiệp. Đi chơi với dì nha. Anh à, lại sao nữa vậy? Anh, vừa rồi Tổng lãnh sự quán trú tại Phụng Thiên của người Nhật gọi điện đến báo anh đến đó một chuyến. Long Ca quay về rồi. Hay, hay lắm. Các anh em xem Long Ca đưa người về rồi. Cô làm gì vậy? Long Ca, qua đại bảo cô bị điên rồi hay sao? Làm gì vậy? Tôi nói cho anh biết, anh đánh tôi có thể tha cho anh, nhưng mà anh đánh Định Bang và chị Tiểu Mạng, tôi quyết không tha cho anh đâu. Ai đánh hắn? Cái gì mà chị Tiểu Mạng, Định Bang? Đừng giả hồ đồ nữa. Không phải là hai người bị bắt tối qua đều quen chứ? Không chỉ quen, hai người bọn họ còn là bạn tốt nhất của tôi. Chuyện này cũng thật trùng hợp đó. Đừng có đánh vào mặt tôi. Được, lần này tôi bỏ qua cho anh, lần sau tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Định Bang, tỉnh lại, em là Đại Bảo đi. Định Bang. Nào. Đại Bảo, anh không sao chứ? Mau, tiểu đầu tử, đưa lấy vào trong đi.